nữ mệnh canh ngọ diễn biến cuộc đời qua từng năm như thế nào, thì hôm nay Quảng Tòng sẽ chia sẻ cho anh chị em. Tuy nhiên thì Quảng Tòng cũng khuyên các em là chỉ nên xem đây như là những cái thông tin mà chúng ta tham khảo thêm thôi. Còn lại thì chúng ta cũng cần phải cố gắng phấn đấu, cố gắng học tập để chúng ta có thể thu lại được nhiều cái sự thuận lợi trong cuộc sống cũng giống như trong cái chuyện tình cảm gia đình. Trước tiên thì tuổi canh ngọ. Canh ngọ thì ngũ hành là mệnh lộ bàn thổ. Người lộ bàn thổ thì phần nhiều phải trải qua cái sự đả kích của nghịch cảnh thì mới được cái sự thuận lợi. Tâm tính thì chất phát, rất có cái tiềm lực, biết sử dụng thời gian để bồi đắp cho bản thân. Nếu như mà người lộ bàn thổ mà biết nắm thời cơ thì sẽ phát đạt. Còn để ngày tháng trôi qua vô vị thì giống như là trâu ngủ ở đồng hoang, tức là không có làm được cái chuyện gì, cho nên chúng ta cần phải cố thắng nhiều hơn. Xét về hợp thì chúng ta sẽ có là tuổi canh ngọ trong cái tam hợp là dần, ngọ và tuất, và nhị hợp đó là ngọ và mùi. Và xét về xung hình phá hại thì tuổi ngọ nằm trong cái bộ tứ hành xung đó là tý, ngọ, mão, dậu. Như vậy là đối với tuổi canh ngọ này chúng ta cũng sẽ xem xét thêm về cái vấn đề hợp và không hợp. Tiếp theo là đi vào trong cái lá số tử vi trọn đời của tuổi canh ngọ. Tuổi canh ngọ thì cuộc đời gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vào tiền vận và trung vận. Đời sống thì có phần phức tạp, thiếu may mắn, nhưng vào hậu vận thì mới được nhiều cái sự tốt đẹp. Cuộc sống mới có cái cơ hội được lên cao. Trung vận cũng có nhiều điều tốt đẹp, nhưng thường thì không có được đầy đủ và thường bị đảo lộn về cuộc sống. Tóm lại thì cuộc đời của tuổi canh ngọ không được tốt đẹp vào tiền vận và trung vận. Hậu vận thì mới được cái sự an nhàn đầy đủ. Mọi việc vào tiền vận và trung vận thì có nhiều đảo lộn và phức tạp. Về tình duyên, vấn đề tình duyên thì tuy tuổi nhỏ cũng có vài sự buồn phiền và lo nghĩ, nhưng vấn đề tình duyên tuổi canh ngọ thì cuộc đời đối với vấn đề tình duyên thì hạnh phúc được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Nếu bạn sanh vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch thì khả năng bạn sẽ có sự thay đổi về vấn đề tình duyên và hôn nhân thì khoảng 3 lần. Nếu bạn sanh vào trong cái tháng Giêng, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 âm lịch thì khả năng bạn sẽ có sự thay đổi 2 lần trong vấn đề tình cảm và hôn nhân. Nếu bạn sanh vào tháng 3, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch thì bạn là người được hưởng hoàn toàn hạnh phúc trọn vẹn về vấn đề tình duyên và gia đạo. Tiếp theo là về gia đạo và công danh. Về phần công danh thì tuổi canh ngọ chỉ có thể vượt lên ở một mức độ trung bình mà thôi. Nếu như có đuổi theo cái sự công danh thì gia đạo thì được yên hòa và êm ấm. Cuộc sống về gia đạo thì hoàn toàn có những cái sự tốt đẹp. Về sự nghiệp và tiền tài, sự nghiệp thì được hoàn thành vào năm 37 tuổi và 38 tuổi trở đi. Tiền bạc thì dễ dàng và có nhiều cơ hội tạo lấy tiền bạc được dễ dàng, có thể tạo được cái sự lên cao trong cuộc sống. Những tuổi để tốt cho cái sự làm ăn, đối với tuổi canh ngọ nữ mạng thì chúng ta nên kết hợp với tuổi tân mùi, giáp tuất và đinh sửu thì sẽ là những cái tuổi mà tốt cho cái việc giao tiếp, làm ăn, hợp tác và đem đến cho chúng ta nhiều cái sự thắng lợi về tiền bạc, tài chính và cũng không có sợ thất bại. Tiếp theo là những diễn tiến của tuổi canh ngọ trong từng năm, trong suốt cái cuộc đời. Thì từ 18 tới 33 tuổi, từ 18 tới 30 tuổi thì anh chị đã trải qua, cho nên Quảng Tòng không nhắc lại. Sau đây thì Quảng Tòng sẽ nói về tuổi ở tuổi 33. 32 và 33 tuổi thì triển vọng về nghề nghiệp thì có khả năng lên cao. 34 và 35 tuổi thì nhiều tốt đẹp. Hai năm này vẫn ở trong tình trạng bình thường của cuộc sống. Từ 36 đến 40 tuổi thì khoảng thời gian này thì bổn mạng không được vững. Đại kỵ vào mùa đông, mùa xuân, mùa hạ thì tốt, mùa thu thì bình thường. Nên cẩn thận về vấn đề tiền bạc cũng như về vấn đề con cái. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của bạn thì không có nhiều sự sa sút và sẽ có nhiều cái điều hay đẹp và cuộc đời có nhiều điều tốt đẹp. Từ 41 đến 45 tuổi, 41 tuổi thì làm ăn cẩn thận, tiền tài thì chỉ được một ít, cầu việc quan thì có người giúp đỡ. Tuy nhiên là có cái điều kỵ là có việc đi đường nhiều, dời đổi chỗ ở, phòng làm việc hoặc là tai nạn, vợ chồng là có cái sự buồn phiền lẫn nhau, cẩn thận là có cái kẻ tiểu nhân. 42 tuổi thì làm ăn được thịnh vượng, 10 phần thì được 7, lo tính việc gì thì cũng là đặng sáng suốt và gia đạo thì được cái sự yên vui. Điều kỵ là có cái sự rầy rà trong mình, nhức nhối, bệnh tật,
trong lòng có lo nghĩ nhiều. Năm 43 tuổi, 43 tuổi thì làm ăn là cẩn thận, 10 phần chỉ được 4 mà thôi. Người thì có quyền tước thì dễ gặp được cái sự may mắn về chức phận, cầu việc quan thì có sự... 44 tuổi thì làm ăn cẩn thận, 10 phần chỉ được 3, lo tính việc gì cũng nên đề phòng. Dầu cho việc kỵ thì cũng là nhẹ. Tuy nhiên thì cẩn thận có bệnh trong người, không được an, đề phòng là trộm cắp. Năm 45 tuổi, 45 tuổi thì làm ăn 10 phần thì được 5 phần thôi. Lo tính công việc chỉ được ở cái mức trung bình, chớ nên can thiệp, tin cậy vào người khác. Tiền bạc thì hao tổn, kỵ đi đường sông, đường biển, giữ mình, tránh cái việc tai nạn. Từ 46 đến 50 tuổi, 46 tuổi thì làm ăn thịnh vượng, tiền tài thì 10 phần được 7. Chuyện tình cảm thì có cái sự vương vấn, do đó chúng ta cần phải cẩn thận, đề phòng việc quan, coi chừng cái chuyện hình phạt, vợ chồng có chút buồn giận. 47 tuổi thì làm ăn 10 phần được 3, cầu việc quan thì có người giúp đỡ. Kỵ là đi đường nhiều hoặc là dời đổi chỗ ở, phòng sự tai nạn hoặc là ngăn ngừa cái sự tiểu nhân. Gia đình vợ chồng có chuyện buồn, giận nhau, cho nên chúng ta cần phải nhẫn nhịn nhau nhiều. 48 tuổi thì làm ăn, có dịp gặp may, thịnh vượng, có cảnh vấn vương, lo việc gì cũng sáng suốt, gia đạo thì bình an. Đề phòng là coi như là có kẻ phản trắc rầy rà, trong mình thì đau bệnh chút ít. 49 tuổi thì làm ăn cẩn thận về tiền tài, về công việc thì có cái người giúp đỡ. Tuy nhiên tránh tin tưởng vào người khác. Vợ chồng thì buồn phiền, có chút đau bệnh. 50 tuổi thì đó là một năm bình thường, làm việc gì chúng ta cũng nên để ý đề phòng. Đề phòng bệnh, đề phòng cái sự trộm cắp, hao tổn và đề phòng kẻ tiểu nhân. Như vậy là Quảng Tòng đã chia sẻ sơ lược về những cái diễn tiến của tuổi Canh Ngọ nữ mệnh qua từng năm. Anh chị em chúng ta chỉ nên tham khảo và nếu có điều gì thắc mắc thì hãy comment, Quảng Tòng sẽ chia sẻ thêm. Chúc cho nữ Canh Ngọ chúng ta luôn gặp nhiều cái sự may mắn và thành công trong cuộc sống, cũng giống như có một cuộc sống hạnh phúc trong cái vấn đề tình cảm, lứa đôi và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.